Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 7 sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp tiếp tục chỉ đạo và tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực, kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng tiêu cực, là chỉ đạo của đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh tại phiên họp thứ 7 Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2024. Các sở ngành địa phương chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo các điều kiện để vận hành chính thức cho du khách qua lại khu cảnh quan Thác Bản Dốc của Việt Nam và Đức Thiên của Trung Quốc trong thời gian tới, là chỉ đạo của đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại buổi làm việc về tình hình triển khai thực hiện Hiệp định Hợp tác Bảo vệ và Khai thác Tài nguyên Du lịch Thác Bản Dốc Việt Nam - Đức Thiên Trung Quốc tại huyện Trùng Khánh. Chiều 16 tháng 7, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh chủ trì phiên họp thứ 7 Ban chỉ đạo đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, xem xét cho ý kiến đối với một số vụ việc, vụ án thuộc diện theo dõi của Ban chỉ đạo. Tham dự có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo, các đồng chí thường trực, thành viên Ban chỉ đạo. 6 tháng đầu năm, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Ban chỉ đạo đã họp để thống nhất chương trình công tác trọng tâm, cho ý kiến đối với các đề xuất, kiến nghị của các cơ quan chức năng trong việc xem xét, giải quyết các vụ án, vụ việc phát sinh, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Công an tỉnh thụ lý điều tra 8 vụ án, 21 bị can về tham nhũng. Kết luận điều tra, chuyển truy tố 4 vụ án, 6 bị can. Hiện tại đang điều tra 4 vụ án, 15 bị can, thu hồi được 10,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 63,6%. Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp ban hành cáo trạng truy tố 6 vụ với 17 bị can. Tòa án Nhân dân 2 cấp xét xử 7 vụ, 32 bị cáo với các tội tham nhũng. Kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh nhấn mạnh, 6 tháng còn lại của năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, triển khai thực hiện chỉ thị số 35 CTTU của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Yêu cầu công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày càng cao hơn, khẩn trương hơn. Trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp, nhất trí đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo hai vụ việc, đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo một vụ án. Đến thời điểm hiện tại, Ban chỉ đạo đang chỉ đạo theo dõi 9 vụ án, một vụ việc. Thời gian tới, đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp tiếp tục chỉ đạo và tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận, phát huy vai trò của báo chí địa phương trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện tốt các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực để chuẩn bị tốt nhân sự đáp ứng các tiêu chuẩn nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án kinh tế tham nhũng tiêu cực, nhất là các vụ án vụ việc diễn ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực khu vực ngoài nhà nước. Sáng 16 tháng 7, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2024, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân. Tham dự lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành liên quan. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh tiếp công dân Vũ Thị Tuyết Trinh, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Bích Đào, trú tại số nhà 012, tổ 3, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. Trình bày tại buổi tiếp công dân,
bà Trinh kiến nghị xem xét chỉ đạo giải quyết đối với hai vụ việc. Vụ thứ nhất, việc giải phóng mặt bằng, bàn giao lô đất số 127, khu dân cư phố đi bộ Kim Đồng, diện tích 56,8 m², đã được Ủy ban nhân dân thị xã Cao Bằng, nay là thành phố Cao Bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trinh từ năm 2006. Nhưng đến nay, gia đình bà mới được sử dụng 1/3 diện tích lô đất. Phần đất còn lại, giáp phố đi bộ, đường bờ kè phía sau, đang do bà Nguyễn Thị Hải chiếm giữ, sử dụng trái phép và có hành vi cơi nới thêm. Vụ thứ hai, năm 2008, doanh nghiệp Bích Đào được Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn giao quyền sử dụng đất bằng hình thức cho thuê, thời gian 70 năm tại phần đất hợp tác xã Sao Mai, gần đầu cầu Bằng Giang, thuộc tổ 4. Đây là tổ 2, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, với diện tích 2.100 m². Doanh nghiệp Bích Đào đã nộp trên 4,2 tỷ đồng tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước. Nhưng sau 16 năm, đến nay vẫn chưa được giải phóng mặt bằng và bàn giao đất để quản lý sử dụng. Sau khi lắng nghe nguyện vọng của công dân và giải trình của đại diện các cơ quan, đơn vị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh đề nghị Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng tiến hành kiểm tra rà soát, đánh giá lại hiện trạng ranh giới thửa đất 127, khu dân cư phố Kim Đồng, tuyên truyền vận động để các hộ tự thỏa thuận, đồng thời xây dựng phương án giải phóng mặt bằng và giao đất công dân Vũ Thị Tuyết Trinh theo quy định. Đối với vụ việc tại hợp tác xã Sao Mai, Bí thư Tỉnh ủy giao Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan xem xét rà soát, xác định lại diện tích đất thu hồi của hợp tác xã theo các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành trước đây, xác định diện tích đất bị các cá nhân lấn chiếm sử dụng trái phép, không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng phương án đền bù giải phóng mặt bằng, bàn giao diện tích đất đã trúng thầu cho doanh nghiệp Bích Đào. Sáng 16 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thúc đẩy đầu tư công, đánh giá kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm và giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới Ủy ban nhân dân 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng, tham dự có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành. Đến ngày 10 tháng 7, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã giao chi tiết các nhiệm vụ, dự án là 639,4 nghìn tỷ đồng, đạt 95,5% kế hoạch. Số vốn còn lại chưa phân bổ là 29,9 nghìn tỷ đồng. Ước giải ngân từ đầu năm đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 là 196,7 nghìn tỷ đồng, đạt 29,3% kế hoạch, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, có 11 trên 44 bộ cơ quan trung ương và 35 trên 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình của cả nước. Tỷ lệ giải ngân vốn thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đạt 78,2% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia đạt 35,4%, cao hơn trung bình của cả nước 29,3%, cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm 2023. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2024 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng là năm tăng tốc, bứt phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội 13 của Đảng và Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 5 năm 2021-2025. Trong đó, đầu tư công luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có vai trò đặc biệt quan trọng về cả kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh. Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong thời gian tới, các bộ, ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các công điện, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Trong lãnh, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phân công có trọng tâm, trọng điểm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả, để dễ kiểm tra, giám sát, đánh giá, khen thưởng, phê bình kỷ luật, làm việc nào, dứt điểm đó. Đặc biệt, các bộ, ngành địa phương cần thực hiện 5 quyết tâm trong giải ngân vốn đầu tư công. Đó là quyết tâm giữ vững kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm giải phóng mặt bằng để kịp tiến độ bàn giao cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trên thực tế một cách kịp thời, hiệu quả, đổi mới phương pháp cách làm, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Phải xác định rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, bám sát thực tế, tháo gỡ vướng mắc, tập trung khắc phục bằng được tình trạng né tránh, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời thực hiện năm đảm bảo.
đó là đảm bảo chủ động nguyên vật liệu và các điều kiện cần thiết cho các dự án, đủ nhân lực, đủ tâm, đủ tầm, có trách nhiệm thực hiện các công trình dự án, có phương án huy động nhân lực bố trí khi cần thiết, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân, doanh nghiệp trong giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, đảm bảo cuộc sống của người dân, đảm bảo quản lý đúng quy định, không kéo dài đội vốn gây thất thoát vốn của nhà nước, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình dự án, an toàn lao động, vệ sinh môi trường thực hiện theo kế hoạch đề ra. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành địa phương, đơn vị liên quan để thúc đẩy đầu tư công nhanh, kịp thời và hiệu quả hơn trong những tháng cuối năm 2024, phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Chiều 16 tháng 7, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến khảo sát công tác chuẩn bị xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch trong khu cảnh quan Tháp Bản Dốc. Cùng đi có đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh và đoàn công tác đến khảo sát thực địa vị trí xây dựng bãi đỗ xe, hàng rào khép kín từ mốc 831 đến mốc 8372 thuộc địa phận xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. Dự án xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan khu du lịch Thác Bản Dốc gồm 9 hạng mục chính, gồm khu tái định cư, khu bãi đỗ xe và trung tâm điều hành, chợ truyền thống xã, chợ thương mại biên giới mốc 834, khu cảnh quan mốc 834, 835, khu cảnh quan Trần Thác, khu xử lý chất thải rắn, nhà máy cấp nước sinh hoạt và đường tránh khu dân cư Thác Bản Dốc. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 350 tỷ đồng. Tiếp đó, đoàn đến kiểm tra trung tâm điều hành khu du lịch Thác Bản Dốc và tình hình hoạt động du lịch tại khu vực Trần Thác. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Ngoại vụ và các đơn vị địa phương phối hợp chặt chẽ, rà soát, hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan khu du lịch Thác Bản Dốc, khẩn trương triển khai các phần việc, các hạng mục theo kế hoạch. Giai đoạn năm 2024-2026 là giai đoạn thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, bắt đầu từ năm 2026 đến năm 2027, thi công xây dựng công trình, đưa vào khai thác sử dụng, kịp thời hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu khu cảnh quan phía Việt Nam theo quy hoạch chung khu hợp tác du lịch Thác Bản Dốc được phê duyệt, đáp ứng các yêu cầu phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước, từng bước phát triển khu du lịch Thác Bản Dốc thành trọng điểm du lịch của tỉnh Cao Bằng và của quốc gia. Chiều cùng ngày, làm việc về tình hình triển khai thực hiện Hiệp định Hợp tác Bảo vệ và Khai thác Tài nguyên Du lịch Thác Bản Dốc Việt Nam - Đức Thiên - Trung Quốc tại huyện Trùng Khánh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh yêu cầu các sở ngành địa phương chủ động tích cực, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo các điều kiện để vận hành chính thức khu cảnh quan hai bên trong thời gian tới. Sau 8 tháng triển khai vận hành thí điểm, lượng khách qua lại tham quan du lịch được duy trì, tổng lượng khách hai bên đạt 8.458 lượt người, trong đó du khách từ phía Việt Nam sang phía Trung Quốc là 4.323 lượt người, du khách từ phía Trung Quốc sang phía Việt Nam là 4.135 lượt người. Công tác an ninh trật tự cơ bản được đảm bảo, công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh tại lối mở biên giới Bản Dốc Việt Nam - Đức Thiên - Trung Quốc được các lực lượng biên phòng, hải quan, kiểm dịch thực hiện đúng theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách hai bên qua lại khu cảnh quan. Hoạt động đưa đón khách du lịch được các đơn vị lữ hành hai bên phối hợp nhịp nhàng, tuân thủ quy định của pháp luật hai bên. Để chuẩn bị cho hội đàm giữa hai bên và các điều kiện cần thiết vận hành chính thức khu cảnh quan, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý Khu Du lịch Thác Bản Dốc hoàn thành xây dựng hàng rào vật lý khép kín và lắp đặt bốt kiểm soát, camera giám sát. Huyện Trùng Khánh phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng. Sở Ngoại vụ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Ủy ban Liên hợp Biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc theo trình tự, phê chuẩn khu cảnh quan chuyển sang vận hành chính thức sau khi kết thúc thời gian vận hành thí điểm. Công an tỉnh cử lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu cảnh quan, đồng thời tham mưu đề xuất phương án thủ tục xuất nhập cảnh cho du khách. Các sở ngành địa phương phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức lễ vận hành chính thức khu cảnh quan, phương án tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ hữu nghị nhân dân biên giới Cao Bằng Việt Nam Quảng Tây Trung Quốc trong khuôn khổ lễ vận hành chính thức, xây dựng kế hoạch chỉnh trang sửa chữa các hạng mục du lịch trong khu cảnh quan, góp phần từng bước đưa Hiệp định Hợp tác, Bảo vệ và Khai thác Tài nguyên Du lịch Thác Bản Dốc - Đức Thiên trở thành mô hình biểu tượng của tình hữu nghị, sự hợp tác phát triển du lịch mang tầm cỡ quốc tế giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.
Sáng 16 tháng 7, Công an tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân về thủ tục hành chính và bảo đảm an ninh trật tự năm 2024. Đại tá Vũ Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong cải cách hành chính, Công an tỉnh đã và đang tiếp tục tập trung nguồn lực, triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian, chi phí, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh tiếp nhận giải quyết 147.421 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết đúng hạn 147.091 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,7%. Trong đó tiếp nhận xử lý trực tuyến 146.362 hồ sơ thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 99,3%. Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, đại diện các doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân thảo luận về chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính, tập trung vào một số lĩnh vực như hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú của người nước ngoài, biển số định danh, quy trình thủ tục đăng ký theo xe, theo địa chỉ tạm trú, thường trú, công tác phòng cháy chữa cháy, tình hình an ninh trật tự tại khu dân cư, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, khai báo thủ tục hành chính trực tuyến, quy định quản lý kho vật liệu nổ. Các ý kiến được các đơn vị chức năng Công an tỉnh giải đáp, đồng thời hướng dẫn nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Vũ Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, mong muốn trong thời gian tới, các doanh nghiệp tiếp tục thông tin, chủ động phản ánh những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, công tác bảo đảm an ninh trật tự, tinh thần thái độ phục vụ của lực lượng công an bằng hình thức trực tiếp hoặc thông qua các trang thông tin điện tử của Công an tỉnh. Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trên địa bàn về các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, tăng cường giáo dục cán bộ, chiến sĩ, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thái độ trong thi hành nhiệm vụ, nhất là những cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức, kịp thời có giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng sự hài lòng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Chiều 16 tháng 7, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở Nội vụ thực hiện chế độ chính sách đối với 55 cán bộ công chức viên chức, phê duyệt kết quả xét tuyển đăng ký đi đào tạo theo chương trình học bổng của chính quyền Quảng Tây, Trung Quốc năm 2024 đối với 14 học sinh. Công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố năm 2023, phê duyệt điều lệ sửa đổi của 3 tổ chức hội, trình khen thưởng cấp nhà nước cho 7 tập thể, 2 cá nhân, khen thưởng đối với 258 tập thể, 382 cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị địa phương, chủ động đôn đốc các sở ngành địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu cho tỉnh quyết định biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2025, tổ chức kỳ tuyển dụng công chức năm 2024, thực hiện kế hoạch sắp xếp cán bộ công chức cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh, triển khai công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức năm 2024, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng, công tác tín ngưỡng tôn giáo. Chiều 15 tháng 7 tại huyện Quảng Hòa, Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị giao ban công tác tòa án quý 3 trực tuyến với 10 tòa án huyện thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, Tòa án Nhân dân hai cấp đã thụ lý được 1.854 vụ việc, giải quyết xét xử 1.382 vụ việc các loại theo thủ tục sơ thẩm và phúc thẩm, đạt tỷ lệ 74,5%. Trong đó thụ lý án hình sự được 710 vụ, 1.256 bị can, giải quyết 612 vụ, 1.067 bị cáo. Đối với vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, Tòa án Nhân dân hai cấp đã thụ lý 977 vụ việc, giải quyết xét xử được 611 vụ. Đối với án hành chính, Tòa án Nhân dân tỉnh đã thụ lý 15 vụ, giải quyết được 9 vụ. Ngoài ra, công tác thi hành án hình sự, công tác thi hành án phạt tù 100% bản án, quyết định về hình sự có hiệu lực pháp luật được đưa ra thi hành kịp thời, đúng pháp luật, phối hợp với các đơn vị xét giảm một phần thời hạn chấp hành hình phạt tù. Xét tha tù trước thời hạn cho 34 bị án. Xét rút ngắn thời gian, thử thách của án treo 37 bị án. Thời gian tới, Tòa án Nhân dân hai cấp đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc, tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính, tư pháp, đảm bảo công khai, minh bạch các hoạt động của tòa án, tích cực tổ chức phát động, hưởng ứng, tham gia thực hiện các phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ,
của các bộ, ngành, địa phương. Sáng 16 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin thời sự 6 tháng đầu năm cho người có uy tín của 11 phường xã trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã được cung cấp một số thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Cao Bằng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Kết quả của việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm và việc thực hiện đề án nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ để xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật đô thị, kết quả triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố Cao Bằng và ra mắt mô hình an ninh trật tự tại cơ sở 6 tháng đầu năm 2024. Sau hội nghị, các đại biểu là người có uy tín tiếp tục phát huy được vai trò nòng cốt là cầu nối đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, truyền tải những thông tin quan trọng tới nhân dân, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao dân trí, đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương. Chiều 16 tháng 7, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024, tổng nguồn vốn quản lý và huy động trên địa bàn tỉnh đạt 31.661 tỷ đồng, tăng 742 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 26.741 tỷ đồng, nguồn vốn quản lý đạt 4.920 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động tăng do các ngân hàng triển khai nhiều chương trình huy động vốn, dự thưởng, thủ tục đơn giản, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Doanh số cho vay đạt 10.225 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 10.156 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 15.942 tỷ đồng, tăng 99 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng 0,6% so với đầu năm. Các ngân hàng đã triển khai đầy đủ kịp thời các cơ chế chính sách về tiền tệ, dịch vụ ngân hàng, nhất là triển khai các chính sách nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Hoạt động thanh toán thuận tiện, an toàn và hiệu quả, công tác thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều hình thức thanh toán tiện ích tiếp tục phát triển đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Sau tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tổ chức triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận vốn tín dụng cho người dân và doanh nghiệp. Khuyến khích các chi nhánh tổ chức tín dụng phát triển đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo hiệu quả hoạt động giám sát, đáp ứng kịp thời nhu cầu về tiền mặt, về giá trị và cơ cấu mệnh giá để đẩy nhanh quá trình luân chuyển hàng hóa và dịch vụ, đảm bảo tính chủ động, linh hoạt trong hoạt động giao dịch tiền mặt. Ngày 16 tháng 7, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2024. Từ đầu năm đến nay, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh tổ chức thăm và tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn cho trên 10.000 hội viên, tổ chức bàn giao 7 nhà tình thương, tổ chức chúc mừng thọ cho người cao tuổi được 3.100 cụ. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức thành công giải bóng chuyền hơi chung cao tuổi cấp tỉnh, vận động các hội viên tại huyện Thạch An, Quảng Hòa hưởng ứng phong trào thi đua chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn, Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng. Trong 6 tháng cuối năm, hội tiếp tục hướng dẫn tổ chức biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở các cấp, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, đẩy mạnh tuyên truyền và nhân rộng gương người tốt, việc tốt. Ngày 16 tháng 7, huyện ủy Hạ Lang tổ chức giao ban với các cơ quan khối nội chính, đánh giá tình hình hoạt động quý 2 và triển khai nhiệm vụ quý 3 năm 2024. Trong quý 2, huyện đã tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới, phát quang được 42,3 km đường tuần tra biên giới, tổ chức 82 buổi tuyên truyền và vận động các hộ gia đình ký cam kết tham gia cao điểm trấn áp tội phạm, phát hiện bắt giữ 13 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, 10 đối tượng tội phạm về ma túy, 5 đối tượng vi phạm về môi trường, 8 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế và ma túy, 4 vụ lừa đảo qua không gian mạng, ngăn chặn 2 vụ với số tiền 30 triệu đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân thụ lý 9 tin tố giác, tin báo về tội phạm. Công tác thi hành án dân sự đã giải quyết 66 vụ việc.
Trong quý 3, các cơ quan khối nội chính tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, làm tốt công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác đối ngoại. Ngày 16 tháng 7, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Hòa An tiếp xúc cử tri xã Hồng Nam sau kỳ họp thứ 14 khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Hòa An báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, thông báo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, cử tri xã Hồng Nam kiến nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Chu Trinh – Hồng Nam, sớm thi công xây dựng cầu Bắc Khuổi, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, giải phóng mặt bằng xây dựng trường mầm non Hồng Nam, tiếp tục đầu tư mương phai thủy lợi trên địa bàn để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Hòa An và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hồng Nam đã tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp chuyển tới cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Chiều 15 tháng 7, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nguyên Bình tổ chức phiên họp quý 2 năm 2024, đánh giá hoạt động tín dụng chính sách quý 2 và triển khai nhiệm vụ quý 3 năm 2024. Trong quý 2 năm 2024, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nguyên Bình đã chủ động bám sát chỉ đạo của các cấp và nội dung chương trình công tác đã đề ra. Đã giải ngân cho 1.191 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập. Tính chung trong 6 tháng, tổng nguồn vốn huy động trên 34 tỷ đồng, trong đó huy động tiết kiệm dân cư trên 23 tỷ đồng, huy động tiết kiệm qua tổ tiết kiệm và vay vốn trên 10 tỷ đồng. Doanh số cho vay trên 50 tỷ đồng, doanh số thu nợ trên 27 tỷ đồng, tổng dư nợ trên 410 tỷ đồng. Đến nay, 4 tổ chức chính trị xã hội đang quản lý dư nợ trên 400 tỷ đồng. Tỷ lệ giao dịch bình quân tại xã đạt 94%. Thành lập 5 đoàn đến kiểm tra 33 tổ tiết kiệm và vay vốn với 1.136 hộ vay. Quý 3, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục phấn đấu hoàn thành 100% nguồn vốn huy động các tổ chức cá nhân, hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng, tỷ lệ giao dịch xã bình quân đạt trên 97%. Ngày 16 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Thạch An tổ chức hội nghị lần thứ 2 khóa 16, nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm đánh giá kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Sau tháng đầu năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạch An tuyên truyền các văn bản chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện mới ban hành được 485 cuộc với 9.772 lượt người nghe, tiếp nhận và phối hợp tặng 2.740 suất quà Tết cho hộ nghèo trị giá trên 1.273 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa, xây mới 29 nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí 970 triệu đồng. Trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạch An tiếp tục quán triệt, triển khai nghị quyết của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp Mặt trận Tổ quốc phát động, phối hợp triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát, các chương trình mục tiêu quốc gia. Ngày 16 tháng 7, Hội cựu chiến binh huyện Hạ Lang tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024, hội đã tổ chức tuyên truyền được 432 cuộc với trên 17.000 người tham dự, góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động hỗ trợ sửa chữa, xây mới 4 căn nhà cho hội viên cựu chiến binh nghèo với tổng giá trị 100 triệu đồng, hỗ trợ 4 gia đình hội viên khắc phục hậu quả thiên tai với số tiền trên 15 triệu đồng, giúp 20 gia đình hội viên nghèo di rời chuồng nuôi gia súc ra khỏi gầm sàn nhà, hiến trên 10.000 mét vuông đất, đóng góp trên 23.000 ngày công lao động, làm đường giao thông nông thôn, đạo vét tu sửa kênh mương thủy lợi. Hàng năm, trên 90% hộ đạt gia đình văn hóa, 95% hội viên đạt hội viên gương mẫu. Giai đoạn 2024-2029, Hội cựu chiến binh huyện tiếp tục đẩy mạnh học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu 95% tổ chức cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% hội viên xóa nhà tạm, nhà rột nát và không mắc tệ nạn xã hội. Nhân dịp này,
Ủy ban Nhân dân huyện Hạ Lang và Hội Cựu chiến binh huyện đã khen thưởng cho 9 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Ngày 16 tháng 7, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn nguồn, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2024 trên địa bàn tỉnh cho 60 cán bộ các sở ngành, phòng lao động thương binh và xã hội của huyện, thành phố. Các đại biểu dự hội nghị đã được thông tin về Nghị định số 07 của Chính phủ về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, quy định của Chính phủ, quy định rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2023-2025. Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân về tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2024 và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo năm 2024, phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khái quát quy trình, phương pháp rà soát. Qua hội nghị tập huấn nhằm giúp cán bộ chuyên trách các sở ngành, phòng lao động thương binh và xã hội các huyện, thành phố có cơ sở căn cứ xác định đúng, khách quan đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, cư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh để thực hiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo và an sinh xã hội, đồng thời góp phần vào công tác rà soát, thực hiện từ thôn, bản, tổ dân phố, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng quy trình và thời gian quy định. Ngày 16 tháng 7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ngân hàng Thực phẩm Food Bank phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Hòa An đã đến tặng quà cho các trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn xóm Lũng Phầy, xã Hùng Việt, huyện Hòa An. Tại chương trình, đoàn đã trao 50 suất quà cho các em và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng. Chương trình tặng quà cho trẻ em và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xóm Lũng Phầy có ý nghĩa và thiết thực, hỗ trợ động viên cho các gia đình với bớt khó khăn và vươn lên trong cuộc sống. Trong 2 ngày 15-16 tháng 7, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh phối hợp với đoàn xã Tri Phương huyện Trùng Khánh và câu lạc bộ sinh viên tình nguyện Cao Bằng tổ chức chương trình tình nguyện hè xanh năm 2024 tại xã Tri Phương huyện Trùng Khánh. Đoàn đã hỗ trợ 2 tấn xi măng với trị giá 3,6 triệu đồng và ra quân giúp đỡ nhân dân xóm Đình Trình, xã Tri Phương đổ bê tông đường nội đồng với chiều dài gần 500 mét. Thông qua hoạt động nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, góp phần cùng với địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh cũng đã tổ chức tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới tại khu vực mốc 755, giúp đoàn viên thanh niên hiểu rõ về biên giới, lãnh thổ và tầm quan trọng của việc phân giới cắm mốc, việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và trách nhiệm của mỗi công dân trong xây dựng và bảo vệ đường biên, mốc giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Ngày 15 tháng 7, huyện ủy Bảo Lâm tổ chức thẩm định cuốn sách lịch sử đảng bộ của xã Thái Sơn và Vĩnh Phong giai đoạn năm 1930-2020. Tại hội nghị, các thành viên trong hội đồng thẩm định đã thảo luận bổ sung các vấn đề chưa rõ trong từng giai đoạn lịch sử, các sự kiện, nhân vật, bố cục, trình tự sắp xếp, từ đó góp phần làm rõ diễn biến của sự kiện, nhân vật tại địa phương. Thay mặt lãnh đạo huyện và hội đồng thẩm định, lãnh đạo huyện đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của ban chỉ đạo, ban biên tập, các xã đã thu thập, tìm kiếm thông tin, biên tập và biên soạn. Thời gian tới, ban biên tập các xã cần tiếp tục thu thập dữ liệu để hoàn thiện các cuốn lịch sử đảng bộ giai đoạn năm 1930-2020. Theo Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng, từ năm 2021 đến hết quý 2 năm 2024, số hộ dân trên địa bàn toàn tỉnh có điện lưới quốc gia là 123.674, đạt tỷ lệ trên 95%. Số hộ dân chưa có điện lưới quốc gia 6.461 hộ, tỷ lệ 4,9%. Trong đó, Bảo Lâm là huyện có số hộ dân chưa có điện lưới quốc gia cao nhất là 3.260 hộ, chiếm tỷ lệ 26,3% toàn tỉnh. Huyện Bảo Lạc có 2.362 hộ, chiếm tỷ lệ 21,5% số hộ dân chưa có điện lưới quốc gia. Giai đoạn 2021-2024, tỉnh Cao Bằng đã bố trí 180 tỷ đồng đầu tư xây dựng các dự án cấp điện cho các xóm chưa có điện trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ưu tiên cấp điện cho 6 huyện có tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện thấp là các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hà Quảng, Nguyên Bình, Hòa An và Thạch An.
để đạt mục tiêu đến hết năm 2025, 100% các xóm, hộ dân trong tỉnh được sử dụng điện. Tỉnh Cao Bằng đề nghị Trung ương cấp kinh phí tiếp tục thực hiện chương trình cấp điện nông thôn miền núi cho tỉnh Cao Bằng. Đồng thời, tỉnh sẽ huy động mọi nguồn lực để đầu tư các dự án cấp điện, trong đó sử dụng nguồn vốn dự phòng, kinh phí tiết kiệm thông qua đấu thầu và do nhà nước có chính sách giảm thuế VAT để đầu tư cấp điện nhằm nâng cao số hộ dân được sử dụng điện. Chỉ đạo các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện tiếp tục bố trí lồng ghép nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình khác trên địa bàn tỉnh để cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới lưới điện chung hạ áp nông thôn. Ngày 16 tháng 7, tại thành phố Cao Bằng, đoàn đại biểu đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh và đồn biên phòng Ngọc Côn, bộ đội biên phòng Cao Bằng, Việt Nam tổ chức hội đàm giao ban định kỳ quý 2 năm 2024 với đoàn đại biểu trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Long Bang, Trung Quốc. Trong quý 2 năm 2024, hai bên đã gặp gỡ trực tiếp trên biên giới cửa khẩu 23 lần, gửi 29 thư, nội dung trao đổi, thông báo tình hình liên quan đến công tác quản lý biên giới, cửa khẩu, hoạt động của các loại tội phạm ở khu vực biên giới, phối hợp triển khai các biện pháp giải quyết, ứng phó, xử lý hiệu quả các tình huống đột xuất phát sinh trên biên giới, cửa khẩu theo đúng thỏa thuận hai bên đã ký kết, cùng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các công ty, doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, hạn chế được tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu, làm thủ tục cho trên 50.000 lượt hành khách qua lại, trên 33.000 tấn hàng hóa, tiến hành trao trả tiếp nhận 40 vụ, 314 công dân hai bên có hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Trong thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì có nền nếp hiệu quả cơ chế quan hệ hợp tác mà hai bên đã ký kết, thường xuyên thông báo, trao đổi tình hình, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân hai bên biên giới, chấp hành nghiêm hiệp định về quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu và các quy định chính sách mới trong hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại, ra vào khu vực biên giới, cửa khẩu trên đất liền Việt Nam, Trung Quốc. Qua đó góp phần giữ vững an ninh, ổn định xã hội khu vực biên giới, cửa khẩu. Ngày 16 tháng 7, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Thạch An đã tổ chức đợt phát động tập trung Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 tại xã Kim Đồng. Xã Kim Đồng có 6 xóm, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, xã có hơn 450 hộ nghèo, cận nghèo, tình trạng vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra trên địa bàn. Việc tranh chấp đất đai, tình trạng tàng trữ, sử dụng các loại súng săn trái phép vẫn xảy ra. Từ năm 2021 đến năm 2023, Công an xã đã vận động và thu hồi được 11 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại. Thực hiện đợt vận động tập trung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024, Ban Chỉ đạo 138 huyện Thạch An đã chọn xã Kim Đồng để tổ chức triển khai phong trào trong thời gian 3 tháng nhằm vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giao nộp vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ngày 16 tháng 7, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Bảo Lạc tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Khánh Xuân năm 2024. Với tình huống giả định, do ảnh hưởng của thời tiết khô hanh, nắng nóng kéo dài, người dân phát đốt nương làm rẫy, do sơ suất đã gây cháy rừng tại khu xóm Kha Rào. Sau khi nhận được tin báo, xóm đã tổ chức huy động lực lượng để dập lửa, nhưng do gió to nên đám cháy lan rộng. Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng xã đã huy động các lực lượng trung đội dân quân cơ động, lực lượng đoàn thể, công an, biên phòng, y tế, kiểm lâm và nhân dân tổ chức dập lửa, vắt đường băng, không để đám cháy lan sang đồi khác. Đồng thời, các lực lượng tham gia chữa cháy rừng ứng cứu, di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Các lực lượng tham gia diễn tập đã thực hành vận hành cơ chế, thực hành chữa cháy rừng theo đúng ý định, phát huy được khả năng, sức mạnh tổng hợp, bảo đảm an toàn về người và phương tiện tham gia diễn tập. Kết thúc cuộc diễn tập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã khen thưởng cho 5 tập thể, 8 cá nhân có thành tích trong diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Khánh Xuân năm 2024. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.